chết cười mới chết cười mới giờ chết biết biết anh Đông, anh ấy biết gì đâu, anh trêu ấy mặt đần thối rồi đấy à? Không à, không à, qua một điểm đó, 10 điểm cho một điểm không bây giờ, ít điểm quá khóc biết thế nào là ít điểm. Em chào các bác, các chị mạnh khỏe nha. Em chào các bác, anh chị mạnh khỏe nha. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng với các diễn viên điện tử. Đấy, các bác thể thấy hôm nay anh Đông anh cầm con cá chê lai rất là to các bác. Đấy, râu cũng dài. Các bác nhìn râu dài không? Đấy. Đấy. Được rỡ chưa? Ừ. To không anh Đông? To. À. Con này to đấy. Con này mấy cân các bác ạ? Đấy. Chị gái cá chuối đây. Hôm nay là Hoàng Hiền có mua được cá của bác con. Đấy, vừa mới đánh ở dưới hồ xong các bác ạ. Đây. Đấy, có cả lươn này, lươn rô đồng này, rô phi này, chuối này. Đấy, trạch các kiểu. Nhưng mà to nhất là có mua được con này, con này ngon này. Đấy. Bây giờ thì mấy anh em vào nhà em Hùng các bác ạ để chế biến món cá nướng cùng với lại em Hùng với mấy mẹ con mấy bà cháu là thưởng thức ẩm thực quê hương đấy. Các bác xem mà dạo này Hoàng Hiền rất là quý, có nghĩa là mấy anh em mà rất là quý em Hùng đấy, bởi vì là em Hùng em chân em không đi được đấy, cho nên là rất là quý em đấy, có cái gì là cũng muốn dành tất cả cho em, người em của Hoàng Hiền. Em gì đấy? Ôi ôi. Anh ấy anh ấy hả, chả sống anh định chán này hả, xem rồi đấy, xem chưa, xem rồi đấy. Ui 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 sao đấy, hả, chảy máu tay á, ui ui cẩn thận cẩn thận, hết sức bình tĩnh, cẩn thận thôi, thả vào, thả vào, thả vào, con này nó ghê á, đâu tay đâu, có sao không hả, đâu tay đâu. À, xa tí không có gì. Thôi đi, đi, đi. Ừ. Đấy. Cho chị gái quay nữa. Xem là môi đánh nào. Môi của anh vẫn hơi nhiều tí. Còn đánh ít thôi. À, các bác bảo là đánh một ít ở trong cái môi trong này. Xong thì bập cái môi xuống. Nhá. Ờ, vẫn đánh hơi nhiều. Ừ. Đấy. Các bác thưởng thức món ẩm thực quê hương cùng với lại... mấy anh em Hoàng Hiền, chị gái, em Hùng. Đấy. Nhưng mà cái con mấy con chuối với lại lươn thì là nướng thì đơn giản rồi, nhưng mà cái con chê ấy mấy anh em vẫn chưa biết là làm món gì với con đấy bây giờ. Đấy. Con này là chị gái chị làm con món chê bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Ủa. Không biết con này làm món gì cho nó hợp lý. À. Biết được. Không biết được à? Không. À. Thành Triều đi học đúng không? Thành Triều đi học. Ờ. À. Các bác khả năng này mình nướng mấy con đấy. Còn con kia lại gửi lại nhà bà. Đấy, hôm nào là thưởng thức món cho. Ừ. Con to to ấy, không biết làm món gì. Con chê, con đấy anh Đông tay nó bị thiết dâu dây hay cái gì? Dâu thiết là hay như nào? Đấy gọi là dâu. Hả? Dâu là thiết phải không? Dâu thiết hay là chạm vào mỏi? Động vào mang. Động mang à? Ờ. Ông đi hòn tay biển. Cá dài hơn người. Chị gái ơi. Có chuyện các bác ấy. Đấy các bác ở mày. Cháu đi đâu? Đi cả đi vào Bà Lý. Làm gì? Vào chả thức món cá. À. Nướng cá đúng không? Ừ. Đấy, bắt đầu tự tin rồi đấy. Bắt đầu nó biết nói rồi đấy. Mỗi đếm tiền là chưa biết đếm. Bây giờ em sẽ dạy chị đếm tiền. Các bác bảo là xem video chết cười mới mà đếm anh cười. Chưa mới được cười. Mà đếm cười của bà gái. 100 cộng với lại 10.000 thì bà ấy bảo 120. Hết 120 thì 130. Hết 130 thì bà ấy 160. Thay đổi điện thoại. Ừ. À. Sao thay đổi điện thoại?
Đấy, chị không biết chị phải thay đổi thế. Không biết à? Không. Nhưng mà toàn sai. À? Toàn sai rồi. Diễn viên điện tử cái này đi chợ, đi chợ nửa hết. Mua nhiều không bảo này. Không có nhà không? Không có. Đâu hả? Bên đâu? À, chị. Hả? À? Đang ngoài giếng à? À. À, con chào bà nhá. Con chào bác nhá. Vâng. Chào bác nhá. Hiền là các cháu. Con chào. Cảm ơn anh chị. À, ok ok. Đấy. Đang sức khỏe nào em? Em đây. Vẫn khỏe chứ? Em chỉ có yêu tôi. À, mạnh mẽ là cơ bắp à? Cơ bắp cuồn cuộn à? À. Nhìn đi đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà ok ok. Đấy. Nên thớt đi mổ. Bây giờ mới anh em lại suy nghĩ lại các bạn ạ. Lại chuyển sang dán rồi các bạn. Đấy, bắt đầu định nướng nhưng mà thôi. Bây giờ lại dán. Dán giòn vậy. Đấy. Bưởi mùa đang có hoa các bạn, thơm lắm. Thơm ngát. Cái bưởi nhà bà Hoàng Hiền được thưởng thức. Chắc được ăn. Nhiều nước. Đấy, bò đây, đẹp chưa? Lợn đâu, nó lợn ngay. Ui. Lợn to đoanh các bạn. Đấy. Đấy giờ, gà bay. Hai con bên kia là của hàng xóm nuôi nhờ. Con này của bà này, to chưa? Bỏ đấy các bạn, rực rỡ đấy. Người đẹp hôm nay thể hiện tài năng mổ cá. Ừ. Ai à? Không nghĩ là sẽ... Ơ, được rồi, được rồi, được rồi. Hết cái ra. Trong có ruột. Hết cái kia. Đấy. Ôi, ruột. Ngồi tay đi. Người đẹp mổ cá bao giờ chưa? Chưa. Chưa mổ cá bao giờ? Ôi trời ơi. Người đẹp mới là người đẹp. Ui dồi, đập cho bác. Ui dồi. Đập mắt người ta rồi, đập chết người. Đó nè. Người đẹp ở xóm là một cá. Anh ở nhà thôi, nhưng có biết nướng hả? Đấy. Ấy, ruột tiết ra. Có ruột gạt hết ra. Cái này nó gần một tí ruột thôi mà. Cái này mọi lần trên nhà anh sâu anh nướng phát là anh nướng xong anh rút phát là nó ra ấy luôn. Có rang được ạ. Rang nó chuẩn, nó nhanh. À, người em vui không? Em cũng vui. À, yêu đời lạc quan nhá. Vâng. Lạc quan lên ăn nhá. Vui vẻ lên nhá. Vui lên, quan vẻ lên. Lạc quan lên. Đánh quay đi. Đánh quay đi. Đánh quay đi. Đánh ngược lên đi. Xuôi trên. Đấy, được rồi. Đấy. Người đẹp chắc là đầu mổ cá rồi. Đúng rồi, ơi, nửa bên kia đã gạt đâu. Đánh vây lên. Lên. Gạt từ dưới lên trên. Đấy. Kéo vào tay. Ai giờ. Gạt đứng như sao đó. Ừ. Mà dạ. Tí nữa chị phải đánh vây lại mấy cái này chưa đánh vây. Đấy, cứ thế mổ ấy, à, ấy luôn. Tóc vẩy luôn. Cái nào chưa đánh. Ôi cái đầu. Ờ, của anh đánh lên dưới đi. Con kia cơ, con đi không phải đánh. Con kia. Cái cuối ấy. Đâu là con đánh được cái con mổ rồi. To cơ, con đi đánh rồi đây. Diễn viên điện tử gạt à?
là lên không? Anh lấy dao để cái đánh sao được? Đánh cái kia. Ta giữa con dao cơ. Giữa con dao hất lên trên. Đánh thế vào tay dao. Đánh đứng lấy dao lên. Đúng rồi, như gái mới về nhà chồng. Nó quen. Cháu ảnh này. Đây là đây là chị đang nhìn, đây là mẹ chồng đang giám sát đấy. Được chưa? Gì à? Đấy, đang tập duyệt sau này video anh nào thương yêu lên xe hoa mới là làm chứ. Gạt ấy lên. Ôi là vào tay diễn viên điện tử. Đứng con dao lên. Nó chạy chứ mày làm thế nó chạy giờ. Đấy, đánh nó có lên đằng này để đánh thế sao nó lên. Cho cháy luôn. À, quên. Sáng nay chị làm gì? Sáng đi hai củi, cắt cỏ được bao cỏ và đi trúng củi. Cắt cỏ đâu? Trên đồng Phúc Long. Đồng Phúc Long á? Trên trong bãi mà chị cấy nó đấy à? Ừ. Ôi cháy bên nữa, cháy bên nữa. Bên nữa cháy không? Ui ui. Ui cháy bố bên nữa. Ê cháy nó nổ bây giờ. Tập đi nó ra nổ. Cháy ấy rồi. Ồ. Chuyện viên điện tử. Điện tử làm ăn này. Chết tiền. Hả? Làm mất mấy cái máy nữa rồi đấy. Hỏng mất một nơi máy nữa rồi. Tí đèn bà cái máy nữa khác. Diễn viên điện tử. Diễn viên điện tử có nhóm lửa cháy phần nữa. À. Bò vẫn mạnh chứ? Lợn vẫn mạnh chứ? Chị có chịu khó tưới vòi mà tưới vào nhá. Khó mà chiều tối toàn tưới với sáng là tưới. À, tưới đều vào. Rồi cho dầu, cho dầu đi. Tưới mạnh á. Được rồi, được rồi. Hùng vẫn đang xem video của chị kìa. À, diễn viên điện tử bình đám. Tiền không biết đếm. Nó đẩy gọi đấy. Không biết đếm tiền hả? Không biết đếm tiền là gì nữa. Đúng là gì nữa. Hả? Tiếng xuất gầy chết. Chết cái gì? Hả? Thầy đành chưa về nó vẫn cười. Cười gì? Cười trong điện thoại. Cười mẹ gì? Ừ. Không biết đếm tiền gì? Không. Cười nó phải gì đến tiền không biết. Chịu khó tí em dạy tập trung mà ấy. Biết nó đếm tiền. Dán trước mấy con này. Tí nó rô đồng cho vào, rô đồng lươn. Rồi xem diễn viên điện tử. Biết dán cá không? Hả? À? Biết dán cá không? À hôm nọ thưởng được nướng quá đúng rồi. À dán là ở nhà rồi. Nội mua cá mà dán rồi. Cho bé nữa. Được rồi. Anh đâu đi con? Nói chuyện các bác. Các bác ạ. À. Vừa bạn. Vừa cho bà phát thì xem ấy. À. Nhanh lắm. Một lúc nữa là lại cho cá ăn rồi. Cận lắm, cận lắm, cận lắm. Diễn viên điện tử. Nó đang cong cái đuôi lên. Cái ai nó phải gồng chứ. Chà, nó phải chăm. Đó. Mình nhạy trí. Ừ. Cái cá thì chỉ đi chứ thần đường đưa đi chỉ trên đấy là gọi cá sống. Được. Hôm nay ăn mặc cái áo ở đâu á? Nhà cái áo ở đâu á? Mày mùa hè nóng mà áo này là phải gì á? Xin chào mấy anh chị em tất cả nha. Ok ok. Thơm chưa? Năn năn ấy xanh nghiêng xanh cho nó. Cậy nó. Cậy nó tí nó vàng lở nó lát.
xanh này cũng được, xanh này nướng không bị dính. À. Ngon đấy. Hả? À. Ngon đấy. Ngon không? Ngon. Hấp dẫn không? Dạ. Cá bọn vừa tát hồ mà. Ừ. À. Ngon đấy. Rực rỡ. Con này không nướng trên anh xô loại này. Anh nhớ ăn rồi còn gì nữa. Ừ. Mấy hôm nướng là toàn cá này còn gì á. Ừ. Có con chê to to kia là mình chưa thưởng thức bao giờ kìa. Nhưng con đấy là nằm nghiên cứu cách làm nào nó hay hay hơn. Ừ. Đấy. Cũng chia sẻ với các bác là làm cho nó nhanh một chút, bởi vì là tí nữa Hoàng Hiền cũng phải đi làm. Đấy. Tranh thủ tí buổi trưa cùng các diễn viên điện tử chiều đi làm, chiều tối mới về. Lúc nào có nhiều thời gian thì là làm thưởng thức cầu kỳ hơn. Đấy. Hôm nay có ít thời gian thì mình làm theo kiểu ít thời gian. Ôi dính đuôi rồi. Dính đuôi rồi. Cho mỡ vào, mỡ khô mỡ. Ui dồi kệ nó. Khô mỡ. Thôi. Nghiêng cái xanh thì nó có mỡ, bên này đầy mỡ này. Nghiêng khanh cho đều đi. Đấy. Chị phải dán nào để nó không nát thế nào cơ, biết không, biết làm nào không hả? Chị biết dán này làm nào không bị nát không? Không biết á? Lấy gì cho muối vào chưa? Chưa. Ừ, lấy mấy hạt muối cho vào đấy đi, cho mấy hạt muối từ ngay đầu tiên đấy, phải không anh Dung? Đúng thì ngon. Đồng Chí Hoan với chị gái là hai người là như các bác bình luận video là thiên lôi chỉ đâu là anh đấy. Ừ. Chị biết thiên lôi là gì không? Các bác mới yêu à? À, vừa thôi. Ôi giời ơi. Trông muối cơ mà. Ôi rốt chứ còn bỏ toàn. Cho muối để nó đỡ dính, nhưng mà cho một canh cho vừa. Rốt chứ còn bỏ toàn. Hỏi bà có muối không? Đấy, người ta bắn nó mặt đấy. Đó, nó lộ á. Diễn viên điện tử. Cho vài hạt thôi, được chưa? Cho vào chỗ mỡ kìa, đừng giảm vào, cho đúng vào chỗ mỡ. Cho giữa ấy. Đấy. Được rồi. Đáng phải cho ngay từ đầu. Đấy. Nó đỡ rít. Bà không, nhưng mà như thế này các bác lại yêu được không? Được cái thật thà trong bác yêu mới quý chứ. Ừ, được cái thật thà chịu khó như này tôi đang nghĩ. Ừ. Ai ấy hả? Ai ấy yêu đâu, thật ai không yêu đấy. Ai chả yêu. Yêu đều với thật không yêu, nhưng mà ý của các bác là phải chịu khó tiếp thu, hiểu chưa? Biết là thật rồi, nhưng mà dạy một lần là phải biết, dạy hai lần mà hai lần không nói, đến ba lần bốn lần mà không biết thì nó đấy là không được, đúng chưa? Chịu khó mà tiếp thu rồi đấy, đầu cũng phải lẩy số lên một tí, chậm lắm. Làm diễn viên điện tử này chết cười. Đã thuộc cái bài nào chưa? Đây đây mở đây vô tiền nữa mà xem, qua đi ngủ luôn, không chán, xong rồi xem nữa ngủ quá. Buồn ngủ quá à? Làm vất quá à? Sáng ngủ quên không biết sáng. Ôi ôi, ngủ quên biết sáng. Ngủ nhà đẹp quá, ngủ ngon là phải. Nhà qua sáng quả qua đẹp. TV nét căng, nhà đẹp. Nhặt như thế này. Nhà riêng là chịu khó là dọn dẹp sạch sẽ à? Cái đống cát nào hất gọn nó lên. Đấy. Tèm neo quá. Cứ hất lên gọn nó lại trèo thì trèo thì chỉ con trèo á? Thảy lên đi. Nhắc của nó không nói trèo chứ. Hôm nào có thời gian cho nó hơi tải ấy. Phải gọn nó một góc. Cho sân nó sáng, sáng sủa. Ôi dồi ôi. Cho muối mà muộn quá, diễn viên điện tử rồi dán này. Xít hết ít rồi, xanh rồi. Đây.
đấy, được mỗi miếng đấy được. Chí thế rồi. Đấy, miếng được đấy, vàng đấy. Nhìn à. Được, được, được. Vàng đây. Cứ để nó được hẳn đó. Cứ để được hẳn đó, đừng lấy vội. Ơi, các bác xem diễn viên điện tử Hoàng Hiền rắn cá. Đó. À. Ủa nhà đúng gặp chị gái là giỏi nhỉ. Kiếm giỏi. Đây. Đã được đâu, cứ để ở trên. Đấy, nhặt đỗ. Mua 5.000 được ngày đỗ. Chưa bạn. Kia giá đằng sau. Đằng sau. Ngắt đôi. Bẻ đôi. Chị gái này nhanh nhẹn bao nhiêu. Được. Càng ngày càng tiến bộ. Các bác sẽ xem. Úi dồi. Ôi vào. Thấy chưa. Ôi. Anh Đông ngồi gì nha. Anh Đông ngồi gì nha. Cho chị gái chị chuyên bên ấy. Chuyên bên rán cá. Đấy, món cá là món của chị. Đưa nhá, đĩa nữa nhá. Rán làm sao nó ok nhá. Đó đi người em. À. Ăn cá nha. Yeah. À. Người đi ăn xin đấy. Người đi ăn xin à. Ông là trước là ngã ảnh hưởng đầu ấy nè. Da nắng là phải đội nón các bạn. Đỡ tác động đến thần kinh. Đấy Hùng ơi. Hùng ơi. Cứ để đây ngồi cho vui. À. Anh Hùng ngồi gì nhảy. Cho Hùng ngồi gì nhảy nói chuyện đỡ bắn mọi người. Đây ăn vào đây. À. Đỗ luộc mát lắm. Chị gái cái chỗ rau của chị cấy là chị có tưới nước vào nhá. Tưới là nhanh được ăn. Cái rong muống chỉ cần vài hôm mà được ăn ngay ấy. Trời chị. Mùa nóng rồi. Buổi sáng sớm thì tôi được. À. Và buổi chiều tôi. Chuẩn chuẩn. À. Chị... đừng tôi dỡ lăng lại. À, đấy. Ok, ok. Chị gái nghe Hùng nói chưa? Tưới vào thời điểm nào? Tưới vào lúc nào được, sáng, chiều. Sáng, chiều. Lúc nào cũng được. Sáng được, chiều cũng được. Thế trưa được không? Chưa nắng lại cũng được. Ui giời ơi. Ui, diễn viên điện tử rốt. Rốt năm. Người nhưng ngoài lắng đi các biệt. Không hiểu biết. Chị quay lên bảo này. Chị biết tại sao người ta không có tưới tưới trưa nắng này không? Biết tại sao không? Biết vì sao không? Vì sao? Vàng rau. Sao lại vàng? Nó héo. Vì sao nó héo? Nó nắng. Nó nắng nó héo. Rồi ôi. Bây giờ như này nhá. Ngồi 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 không? Chị viên tử ngồi không? Nghe Hùng thì Hùng. Hùng đang rất hiểu biết này. Chị chưa thấy hiểu biết thế nào. Người ta chỉ tưới buổi sáng sớm với buổi chiều tối thôi. Anh Đông biết vì sao không tới buổi trưa không? Nắng thì héo thì chết. Vì sao nó héo? Nó nắng. Hả? Nó nắng. Nó nắng tưới vào nó tưới vào. Hút hết nước à? Ừ, là nó chết. Không phải. Như này này. Nguyên nhân là như này, hình dung là bây giờ buổi trưa này nó đang nắng này.
là cái nhiệt độ của đất nó đang rất là cao, rất là nóng. Bây giờ mà tưới vào nó thay đổi đột ngột, hiểu chưa? Nó thay đổi đột ngột cái nhiệt độ mà cây nó dễ bị tùa. Đấy. Còn buổi sáng buổi chiều là nó nhiệt độ nó đang duy trì, nó vừa phải. Tưới nó không bị thay đổi đột ngột nhiệt độ. Bà gái biết chưa? Thế có tưới bia có tưới chưa nó không? Không. Ôi giời. Lấy vẫn cố cái tưới lúc nào cũng được. Tưới xong lại vào dọn chuồng bò. Dọn chuồng bò thì được. Nhưng mà bây giờ em nói chị nhá, bây giờ mà đỡ còn đỡ nhá, nhưng mà chị mà cái mùa hè nắng gắt, mùa hè 30-40 độ mà chị tưới phát là cây của chị tối là tuồng ngay. Thay đổi nhiệt độ đột ngột này. Nắng này bây giờ tưới vào bằng luống. Vâng. Luống ngay còn gì à. Ngày càng ngày cũng mùa này gieo được không bà? Được, bà gieo lên rồi à? Thế là con muối nó bú cho bà gieo. Diễn viên điện tử suốt ngày đi hái rau đồng. Thế bây giờ là tốt lắm đây này. Bà rau ở đâu? Ngoài vườn này không? Ừ, à. Bà cái rau cả lách bà cũng gieo được. Được, được chưa diễn viên điện tử? Xem miếng là được rồi thì cắt ra cũng được. Nhưng mà dán kim kỹ đi nhá. Không mà nó sống ấy. Cái đầu nước nó đang trắng thì úp nó xuống. Bây giờ củi vào đây. Diễn viên điện tử đâu có giờ đâu. Cháy hết. Này dán thì các bác chấm thì mấy điểm? Chấm là 2 điểm. 2 điểm. Nhưng mà thang điểm có như thang 10 cơ mà. Phải lấy 10 điểm chứ. Đông chấm cho ta mấy? Ta mấy? Anh Đông chấm chỉ có anh mấy điểm? Một à? Tao chấm cho ta mà cho chú một. Dàn diễn viên điện tử của Hoàng Hiền thật đó các bác. Thật thà. Nhưng mà thế mới vui. Rất được quý những cái chân thật đấy. Đấy. Có như nào nói thế. Tự nhiên. Chấm mấy điểm kiếm một thôi. Tao chấm cho chú một. Chị hỏi anh Hùng chấm chị mấy điểm. Hỏi đấy. Anh Hùng chấm em mấy. Anh bây giờ cũng khoảng chưa xác định được. Bà chấm con mấy? Bà chấm con mấy? Cháu được 5. Ưu tiên với 5. Cho trung bình cho trung bình là được rồi. Mà đúng là chị thì cũng chỉ ở mức đấy thôi còn gì à. 10 thì 10 chỉ có anh sâu anh thiên vị anh chấm 10. Giàn diễn viên điện tử Hoàng Hiền đấy, chào các bác nhé. Bây giờ nóng như mùa hè các bác. Vâng, mùa nóng rồi. Các bác xem video các bác đăng ký kênh ủng hộ Hoàng Hiền các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác muốn liên hệ với Hoàng Hiền các bác có thể là gọi điện thoại cho Hoàng Hiền theo cái số điện thoại của Hoàng Hiền đã bán trên màn hình. Hoặc là các bác có thể kết bạn Zalo hoặc Viber với Hoàng Hiền. Cũng theo số điện thoại đó là 0915049825. Hoặc các bác kết bạn Facebook với Hoàng Hiền là Hoàng Hiền. Đấy. Còn đấy ngửa cái nước lên, đúng rồi. Đấy. Cho cái mỡ thường xuyên về sau đi. Không, nghiêng cái xanh. Đấy. Đầy mỡ này. Cho mỡ nhiều quá nó cũng không cắt đâu. Nghiêng nhé được. Làm diễn viên điện tử. Đấy nó được á. Chưa được thì chưa được. Nạt bét nó còn ấy. Ôi. Được rồi, mang vào đây. Đấy, được. Đứng. Lấy cả hai mà.
Ôi chào bác ạ. Ngang qua chả chín luôn. Nhút nuôi. À, ngon luôn. Vâng không. Yeah. Ôi, mẹ hai của diễn viên điện tử lên đô đồng với lại lươn chạch đấy, lươn chạch các kiểu đỗ rồi đây đấy, đấy sủi đấy. Thơm đấy. À. Thơm đấy. Thơm chứ. Điền vàng luôn. Rút nữa chưa? Đó. À. Rút nữa rồi đấy. Rút nữa. Ừ. À. Bắt đầu chạm rồi đấy. Anh ngồi đây tối quá. Hả? Đâu 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 cả cả. Em chạm cho bác một bài ra. Hả? À. Chạm cho bác một bài. Chạm bác một bài á? Ờ. Bài gì? Bài đời tôi cô đơn luôn. Đời tôi cô đơn á? Ờ. À, à. mới thuộc à? Ờ. À được, xin mời. Đời tôi chưa đơn, yêu ai cũng chưa đơn. Ngày chưa đợt nhau, ngày chưa không thể nào. Xin mời cho anh, xong rồi ạ. Hoa đồ, bố tay gì cái? Bố tay đi. Tôi là chủ bố tay. Hả? Không. Không bố tay à? Không. Không hay à? Không. Nhưng mà chị hát, thế chị hát đi. Chị hát. Chị không biết hát thì chị hát, anh hát chị phải vỗ tay chứ. Chị không hát gì mà hát. Hả? Học đâu ngoài đời tôi cô đơn này? Hả? Học đâu ngoài đời tôi cô đơn này? Dạ là cứ hát bừa bãi. Hát bừa bãi á? Nghe đài à? Ừ. Đời tôi cô đơn, lên yêu ai cũng cô đơn. Hát đi. Đời tôi chưa đơn, yêu ai cũng đây là không. Đã không thuộc em vừa dạy cho thì phải ghi nhớ chứ. Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn. Hát đi. Đời tôi chưa đơn, yêu ai cũng chưa đơn. Thuộc chưa? Đời tôi cô đơn, lên yêu ai cũng không thành. Đời tôi không nói đi, anh sẽ không nói sao. Ôi rốt lắm. Các bác thấy chưa? Khó đào tạo lắm. Nói chung là Hoàng Hiền chỉ có để tự nhiên thôi. Chứ còn mà để mà bảo mà dạy kịch bản cho dàn diễn viên này nói thì có dạy sang năm cũng không thuộc được. Cứ thân thật thôi. Có gì tự thể hiện đấy. Không dạy kịch bản được các bác. Đấy. Kể cả đóng phim hài Tết sau này Hoàng Hiền có làm tập nào đấy thì cho vai quần chúng. không diễn nổi. Không thể học được kịch bản. Chậm. Đua đâu anh em? Anh mình nhừ rồi. Thử. Thử không miếng không chín chưa? Ôi trời ơi. Thử đi, gấp. Thế nào? Nhừ chưa? Nhừ. Gắp luôn. Lấy rẻ mốc bê không? Rồi bóng nhá. Rẻ sau mông anh ấy, trên ấy. Sau lưng kìa, trên ô tải kìa. Diễn viên điện tử. Đấy, cho. Gắp luôn. Ôi, gắp góc này. Cho góc ngoài thôi, đụi vào trong cái nước. Đây, để riêng này. Ừ. Đỡ có nước. Đó. Anh ăn được món này không? Hả? Anh ăn được món này không? Có. Anh kiêng món gì ấy nhỉ? Cua. Cua? Tôm. Cua tôm à? Ừ. Cua tôm mà kiêng. Hai món mua hai món đấy à? Ừ. Còn lại là ăn được hết đúng không? Ừ. Cá chạch ăn được hết đúng không? Ừ. Món cá món chạch này cũng là tôm này. Anh Đông là cua mới tôm mà là ăn là hay bị gì đấy. Không, à, ông ăn là ông hay bị lôn. Ác sẽ lôn, còn mấy món này ăn được. Bánh này nó hả?
Xem nó được rồi, sắp ra, ui rồi mấy con chạy cháy hết rồi. Ôi, diễn viên điện tử này. Đây. Những chạch như cháy hết rồi. Đấy. Nó mỏng tanh như chín hết rồi. Đấy. Đây là cái ngon đấy. Đúng không? Yeah. Chạch nha. Ngon chưa? Đấy, lươn chạch á. Cho miếng miếng, cho miếng chạch ra. Đúng không? Chín rồi chị ơi. Rồi, 2, 3, rồi, đấy, giới thiệu. Vâng, giới thiệu các bác là có các bác, đấy, cũng xem video của Hoàng Hiền. Thấy Hoàng Hiền đây là mấy bác, vào đây cùng với Hoàng Hiền. Chung vui. Vâng, con mời các bác nhá. Vâng, vâng, chia chia đũa chị gái, chia chia đũa, chia đũa. Hả? Đang ngoạch đấy. Hả? Rồi, mời tất cả các bác nha, các quý vị khán giả thưởng thức cùng gia đình mấy bà con. Có mời bà, mời, mời các bà. Vâng. Vâng. Mời cả nhà nhá. Vâng. Vâng, vâng. Ba dùng đi bà. Không không, thưởng thức đi em. Vâng. À, nào nào nào. Ba các bà nhà. Nào nào một tí. Vâng. Vâng. Ai Hùng ơi, cho em cái này. Thôi. Đấy. Đấy. Cho em cái món đấy là hấp dẫn đấy. Thử thức đấy, chán đấy. Đấy, ăn đi 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 lửa đấy, em lửa này. À, ai à? Anh đến đây. Thế nào? Gia vị thế nào? Ngon. À. Ngon à? Hấp dẫn chứ? Ngon à? À. Ngon. Được đấy. Bà, các bà thưởng thức tí đi. Ôi, tự nhiên bà. Vâng. Em ăn quá. Vâng, thưởng thức cho vui. Tí với điện tử. Thưởng thức đấy. Thưởng thức cho món dính cho mình nấu em nào. Tí tự chấm mình cho mấy điểm. 10 điểm. Được 10 điểm. 5 điểm rồi. Tự chấm mình 10 điểm. Anh không còn chấm còn được 10 điểm. Ai nhỉ? Anh show là anh thiên vị thôi. Ăn đi ba. Rồi. Ba ăn đi, ngon lắm. Đồng. Đấy. Bà làm con rô đồng đi. Con mời bà. Ấy, ơi, con mời bà. Từ bé đến giờ không ăn đi của. Không 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 thô đồng à? Không. À. Cá nhân không bao giờ. À, thế à. Thô đồng ngon đấy. Cá lý. Chén đi bà. Ăn đi. À. Lê đánh xô. Xô gì? Con cứ ăn cho nó. À. Hấp dẫn đấy. Đấy. Đâu, ăn con này nhận xét lại cho mấy điểm. Con này 10 điểm nó không được đâu nhá. Ít ra phải giảm tí đi. Chấm 10 điểm. Chấm 10 luôn à? Ừ. À. Anh Đông chấm mấy điểm? 1. Chấm 1 điểm. Anh Đông chấm 1 điểm. Chết cười với dàn diễn viên điện tử. Nếu chấm cho chị 1 điểm bên dài, chị tức chị không nhận giống như em nữa. Ai nhở? Thôi thay đổi đi. Thay đổi. Nâng đi, nâng đi. Cho 2. Cho 2 đi. Cho 2 điểm nhá. Đấy, cho 2 rồi. Diễn viên điện tử. Thưởng thức tự nhiên đấy. Này mới đỗ ăn man. Ăn đỗ mát. Giờ có cái đỗ này. Đỗ họ vừa mát xong bà. Mua luôn. Đỗ lên trong á. Ừ. Có dẻo luôn. Vừa mát xong. Nó cũng tươi nguyên đấy. Chị lại đi ăn cưới mà. Không bảo ăn đỗ này ngon không? À ừ ngon. Mát mà. Nóng thì ăn cưới. Bây giờ ăn cái này là nó mát. Vâng. Đời những chết đi. Ừ. Ơi, gọi thêm ơi, đi chỗ. Làm bằng váy ở nhà. Mấy đứa con. Tí Yên có à? Con á. Yên cơm thật là 25. Hai. Chúa. Thì ấy là mấy cháu? Hai. Hai béo à? Hai trai. Lớp mấy rồi? Lớp 7, lớp 4. À. Anh Đông là một bé lớp 6 nhỉ? Một bé lớp 4 nhỉ? Ừ. Nhà anh thì 1 đứa lên. Anh ấy 38 tuổi mà. À, 39 tuổi. Cái này bọn này đã đến đây. Chị ít tuổi mà, chị 90 mà.
90. Trước cứ 3 năm. Anh Đông anh lấy vợ muộn. Đông lấy vợ muộn thật. Vâng. Anh Đông đấy là ế lặng rồi. Ế lặng rồi. Mày lấy. Em mà ảnh như ai bảo đấy. Dạ. Em mà ảnh như ai bảo. Anh họ ghép à? Anh họ chỉ ghép mặt thôi. Ghép mặt. Hồi xưa là hay đi ăn cỗ nhà Bắc Kiểu lắm đấy. Vâng. Đấy mà. Hôm nào cũng thấy đợt nào có dỗ nặng xuống thì bắt chuẩn cổ. Vâng. Chứ có làm lắm. Vâng. Còn lắm. Vâng. 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 Con là nhà nào ở phương đấy? Có gần nhà Bắc Kiểu không? Con gần đấy đấy. Hai nhà gần nhà vâng. Vâng. Nhà cháu này chỉ cũng gần nhà Bắc Kiểu. Nhà trên. Rồi. Lên mồm vẫn nhảy đúng không? Nhảy. À có trứng này. Cá này. Ừ. Trứng này. Đấy. Rồi, anh ăn này béo lắm này. Chán đấy. Ừ. Thế nào anh Đông? Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon thì chấm điểm lại cho điểm có cao lên đi. Không mà chị tự ái, chị mai chị không dán cho ăn nữa. Hả? À? Cho điểm cũng giỏi đi. Biết điểm giỏi là mấy điểm không? 2 điểm. Ui giời, 2 điểm là điểm yếu. À. Cho 9 điểm đi. 9 hay 10? Cho 9 đi. Chấm lại đi. Hả? À? Thôi chị gái. Anh Đông đi ăn thì anh ấy không biết về điểm. Điểm cao nhưng anh ấy chấm toàn 1 thôi. Thôi em cho chị điểm cao. Chị muốn thì... chị muốn mấy điểm? Muốn mấy điểm? Không ngã vào. Hả? Anh Đông, anh Đông chấm 1 buồn rồi. Cho thêm một con số 0 vào. Không cho chết cười mới. Chết cười mới giờ chết biết biết. Anh Đông anh ấy biết gì đâu, anh trêu ấy. Mặt đần thối rồi đấy. Không à? Không à? Thôi, qua 1 điểm. Ngố. 10 điểm. Cho 1 điểm không bây giờ. Ít điểm quá, khóc biết thế nào là ít điểm. Ô, không thật hả? Ôi. Qua 10 điểm rồi nha. Cho 10 điểm thôi. Cho 10 điểm. Chết cười với dàn diễn viên điện tử. Ông Đồng Tiêu, ông cho 1 điểm. Chị gái không tù. Chấp gì ông Đồng Tiêu Hoan thì ông biết gì đâu. Ừ. Coi nhầm cơm vừa đẹp rồi. Cho bao nhiêu? Cơm vừa đẹp rồi. 10 điểm rồi gì? À được rồi. Được rồi. Ok. 10, 10 ngay. 10 là cười ngay. 10 là cười ngay. Đúng không? Ok ok. Ít ra 10 điểm nữa. Được rồi. À. Chén nốt mấy bạn dùng nốt đi nhá. Rồi như vậy vừa rồi các bác vừa xem cái video mấy anh em thưởng thức món cá bìa Hoàng Hiền chạy đi làm nó muộn giờ thôi. Hoàng Hiền kết thúc cái video này ở đây và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng gia đình có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhá. Xin chào các bác. Ô diễn viên điện tử ăn tiếp đi. Đấy rút kinh nghiệm rau chấm phải chấm cao cao. Anh ơi con mời đã về là gì à? Lấy ông cho 1 đồng bà học như mưa.